những năm gần đây, Long An đã có những chính sách hỗ trợ cũng như khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nông dân, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, cung ứng cho thị trường. Qua đó, nhiều mô hình đã bước đầu mang lại hiệu quả. Không chỉ từng bước hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa theo chuỗi, mà còn góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp phát triển an toàn, bền vững. Được thành lập từ năm 2018, Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa đã phát huy vai trò tập hợp, nhất là thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản. Từ vùng nguyên liệu hơn 10 hectare ban đầu, đến nay, sau gần 4 năm, diện tích của Hợp tác xã đã phát triển lên hơn 50 hectare. Đây là vườn khổ qua với diện tích 4.000m2 đang cho thu hoạch của anh Nguyễn Văn Kiển, ấp 5, xã Mỹ Thạnh, là một trong những người đầu tiên tham gia hợp tác xã. Từ khi đi vào hoạt động, anh Kiển trồng luân phiên khổ qua và dưa leo theo quy trình việt gáp, như áp dụng công nghệ cao trong sản xuất bằng hệ thống tưới tự động, sử dụng phân bón hữu cơ. So với cách trồng truyền thống trước đây, thời gian thu hoạch khổ qua kéo dài từ 30 đến 35 ngày, trong khi trồng theo cách truyền thống thì chỉ thu hoạch được 20 ngày. Hiện mỗi ngày, anh Kiển thu hoạch 150kg khổ qua và được Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh bao tiêu toàn bộ sản lượng với một mức giá khoảng 12.000 đồng một ký tùy theo giá thị trường. Tôi tham gia Hợp tác xã này được 3 năm. Trồng đồ hoa màu này thì hàng hóa ra được nhiêu thì Hợp tác xã đều thu gom hết. Còn bên về bên phân thuốc này kia là bên hợp tác xã lấy mà hợp tác xã giao. Còn hạt giống thì hợp tác xã cũng có hỗ trợ, chứ hồi trước trồng chưa vô hợp tác xã thì cái đầu ra của mình á phải chở đi xuống tới Long An. Tôi vô hợp tác xã thì giờ giá cả nó ổn định là tôi rất là an tâm. Còn vườn dưa leo này với diện tích 2.000m2 của anh Duy cũng ngụ ấp 5, xã Mỹ Thạnh. Tất cả quá trình từ khâu làm đất, làm cỏ, bón phân cho cây dưa leo đều được anh Duy tuân thủ theo quy trình việt gáp. Hiện vườn dưa này được 30 ngày và sẽ cho trái trong vòng 10 ngày tới. Với giá bán từ 6 đến 7.000 đồng một ký, dự kiến vườn dưa này sẽ thu hoạch khoảng 9 tấn, lợi nhuận thu về trên 25 triệu đồng một vụ. Hợp tác xã chuyển giao kỹ thuật rồi cách hướng dẫn trồng trọt, rồi hệ thống tưới rồi lưới đồ này kia này cũng hợp tác xã rồi cũng hướng dẫn cho làm vậy đó. Phân thuốc thì cũng lấy ngoài hợp tác xã vậy đó, rồi hộp giống luôn. Cái khâu thu hoạch thì cũng giao cho hợp tác xã. Lúc trước thì như mình trồng á, mình cũng khâu lợi nhuận với cái đầu tấn đó nó cũng không có đạt bằng từ lúc mà mình vô hợp tác xã này. Năng sức thì cao hơn, đầu ra thì cũng ổn định, thì tôi cũng tính làm thêm 2 công nữa. Không chỉ anh Kiển, anh Duy mà tất cả 26 thành viên của hợp tác xã đều phải thực hiện theo quy trình sản xuất việt gáp. Cùng với đó, hợp tác xã phân phối hoàn toàn từ hạt giống, phân hữu cơ và thuốc sinh học từ đầu mùa vụ cho đến hết kỳ thu hoạch mới hoàn vốn. Trước hiệu quả từ việc sản xuất theo hướng việt gáp, ngày càng có nhiều nông dân trong và ngoài địa phương mong muốn tham gia vào hợp tác xã này. Bây giờ nó có hai cái giá, một cái giá là ký ổn định của năm và một cái giá là đi theo thị trường, nhưng mà theo thị trường nó sẽ bình ổn được một tuần, chứ không phải mà giống như thị trường trôi nổi chợ đầu mối thì giá mỗi ngày, còn này nó sẽ ổn được một tuần. Sau một tuần đó nếu thị trường có biến động á, lên thì mình sẽ tính lên, còn nếu như mà cái mức mà nó xuống thấp, xuống mà xuống nhẹ thì mình vẫn giữ giá đó cho bà con nông dân. Nếu hiện tại bây giờ á thì nông dân á, người ta rất muốn tâm tư nguyện vọng để tham gia vô cái hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thạnh, nhưng hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thạnh
vẫn sẵn sàng đón nhận, nhưng phải xem xét lại cái cách mà sản xuất có phù hợp với cái tiêu chuẩn của hợp tác xã Mỹ Thạnh hay không. Nếu như đạt những cái yêu cầu đó thì hợp tác xã Mỹ Thạnh sẵn sàng là kết nạp thành viên mới. Ngoài việc kết nạp thêm thành viên đi đôi với mở rộng diện tích sản xuất thì việc phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu là rất quan trọng để hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thạnh hướng tới nền nông nghiệp sạch. Do đó, các cơ quan quản lý cũng như địa phương đã và luôn đồng hành bằng nhiều chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác xã duy trì và phát triển. Cái hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thạnh thì thực hiện theo mô hình 3 trong 1, là một trong những cái đơn vị là năng động sáng tạo, có nhiều cái hay thiết thực trong cái liên kết với các cái đơn vị khác để kịp thời cung ứng cái nguồn hàng, không để thiếu hụt trong cho phục vụ cho nhân dân trong và ngoài địa phương. Rồi bên cạnh đó cũng là một cái đơn vị đi đầu trong sử dụng hệ thống công nghệ cao trong sản xuất rau củ quả tại địa phương. Nó còn về cái hướng tới thì từ đó thì cũng tăng cái nguồn thu nhập cho hội viên lên, là góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn trong thời gian qua. Còn về hướng tới thì lãnh đạo địa phương tiếp tục kiến nghị với lãnh đạo huyện, tỉnh để sớm đầu tư cái chỉnh trang lại các cái cơ sở hạ tầng để đảm bảo phục vụ tốt trong sản xuất rau củ quả của các hợp tác xã trên địa bàn, cũng như là phục vụ tốt trong nhân dân, để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng dân trong năm 2022 về phát triển kinh tế xã hội, góp phần sớm đưa xã Mỹ Thạnh đạt xã nông thôn mới. Bình quân hàng năm, hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thạnh cung cấp gần 1.000 tấn rau sạch ra thị trường, chủ yếu tiêu thụ ở hệ thống siêu thị Co-opmart, các công ty chế biến rau củ quả ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh trong khu vực. Sắp tới, khi thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, không chỉ đầu ra ổn định mà qua đó còn góp phần nâng cao đời sống của các thành viên trong hợp tác xã, từng bước tiến đến một nền nông nghiệp phát triển an toàn, bền vững tại địa phương. Với hợp tác xã nông nghiệp Bình Tâm, thành phố Tân An, từ khi chuyển đổi từ hợp tác xã Thanh Long Bình Tâm khoảng 2 năm nay, tất cả 27 thành viên của hợp tác xã đều chuyển sang trồng gốc với diện tích trên 5 hectare, chủ yếu ở khu vực xã Bình Tâm và các địa phương lân cận. Từ khi gieo hạt đến khoảng 3 tháng thì gốc đã ra bông. Sau 4-5 tháng thì có trái. Đến tháng thứ 6 thì có thể thu hoạch dần và đi vào ổn định từ tháng thứ 8. Cây gốc vừa cho trái quanh năm, vừa có thị trường tiêu thụ chủ yếu trong nước nên đầu ra luôn ổn định. Vừa góp phần chuyển đổi hiệu quả cơ cấu cây trồng tại địa phương, vừa tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch. Cây gất này so với cây trồng khác thì nó thấy nó rất là dễ trồng. Hơn nữa là ít có chăm sóc, rồi phân bón cũng ít, rồi sâu bệnh cũng ít. Thành thử ra đối với người nông thì trồng cây gất này rất dễ trồng, thuận tiện cho chăm sóc. Mà chăm sóc nó là ở trong mát, rồi có cái chỗ bao tiêu, tức là ở chỗ hợp tác xã. Người ta sẽ bao tiêu cho những thành viên trồng gất của hợp tác xã. Đồng thời là cái với cái giống gất này thì cái giá nó cũng tương đối ổn định, giá cả nó dao động từ trên dưới 15.000 tùy theo thời điểm. Mà cái này nó được cái là đối với người dân thì nó có thu hoạch thường xuyên, khoảng 5-6 ngày là thu hoạch một lần, thành ra nó cũng thuận tiện cho đối với những người dân ở dưới đồng để có cái tiền để trang trải trong hàng ngày trong cuộc sống. Ở nhà thì thật ra cũng còn một miếng đất nhỏ khoảng chừng 1 công, thì qua cái thời gian trồng cây gất này thì tôi thấy cái hiệu quả nó khá là cao. Thành thử ra chắc có lẽ là mình phải hướng tới phải trồng luôn cái phần còn lại. Từ hồi trồng tới bây giờ thì hợp tác xã nông nghiệp Bình Tâm là bao tiêu, hợp tác xã là cũng cung cấp con giống cho mình, rồi phân bón, rồi nói chung là các kỹ thuật mà về trồng cây gất thì hợp tác xã cũng hướng dẫn. Đây là cuộc trao đổi trong ban quản trị hợp tác xã nông nghiệp Bình Tâm vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Ngoài việc cập nhật về mô hình hiệu quả của từng xã viên cũng như định hướng mở rộng thị trường, các thành viên trong ban quản trị còn kết hợp thu mua sản lượng gốc của tất cả các thành viên trong hợp tác xã. Tuy nhiên, với sản lượng khoảng 4 tấn một tháng, hợp tác xã này chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu so với nhu cầu thị trường, chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Hợp tác xã
nông nghiệp Bình Tâm thì cái tiền thân của nó là hợp tác xã Thanh Long, thì thành lập cách đây khoảng 3 năm. Thì trước đó là ngay cái lúc nó là đỉnh điểm của Thanh Long, mà nói chung nó chính vì đỉnh điểm nên nó lại thoái trào luôn đó. Cho nên lúc đó thì thành lập được 1 năm thì cái tình hình Thanh Long nó đang đi xuống dần cho đến hiện tại. Thì bên hội đồng quản trị của hợp tác xã đó mới ngồi lại với nhau, tức là thấy cái tình hình là không ổn rồi, cho nên quyết định là đi tìm tòi để tìm những cái cây giống khác để có thể là thay đổi trong cái tình hình Thanh Long khó khăn như vậy. Và dự kiến là theo cái kế hoạch để mình làm trong cái sức mình á, thì định là triển khai là 10 hectare thôi, nhưng mà thấy cái hiệu quả cũng có, cho nên kế hoạch hợp tác xã đến cuối năm 2022 này là 20 hectare chỉ bao tiêu cho những cái đơn vị mình cung cấp giống, rồi để trong cái sản lượng, trong cái khả năng mình. Hiện mô hình trồng gốc đang thu hút thêm 20 thành viên tham gia, diện tích tăng thêm 7 hectare. Điều đó cho thấy hiệu quả từ mô hình này đã góp phần tích cực trong hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa theo chuỗi, thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân ở địa phương. Ban chấp hành hội nông dân xã cũng có phối hợp cùng với phòng kinh tế thành phố phối hợp cho người nông dân để chuyển đổi về trồng cây gắt. Thì chuyển đổi về cây gắt thì hỗ trợ về con giống và phân để hỗ trợ cho những người nông dân họ mạnh dạn để chuyển đổi cây trồng. Hội nông dân cũng phối hợp cùng với lại bên hợp tác xã để mình mở lớp để cho trao đổi về khoa học kỹ thuật, kiến nghị về cấp trên để có cái hướng quảng bá sản phẩm gắt của hợp tác xã Bình Tâm để có thị trường rộng hơn và giá cả ổn định để giúp cho đời sống bà con nhân dân của mình được tốt hơn. Khi được hỗ trợ quảng bá sản phẩm, đây sẽ là cơ sở để truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin sản phẩm. Đó cũng là mục tiêu mà hợp tác xã Bình Tâm hướng đến nhằm phát triển chuỗi giá trị bền vững. Toàn tỉnh hiện có 284 hợp tác xã, trong đó hợp tác xã nông nghiệp chiếm khoảng 80% với 218 hợp tác xã, còn lại là hợp tác xã phi nông nghiệp. Thực tế cho thấy, từ hiệu quả của hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành và Bình Tâm, không chỉ thay đổi nhận thức, nâng cao thu nhập cho nông dân, mà còn tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, có tính tập trung, tiến tới làm chủ chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và hiệu quả, đặc biệt là góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.